Chào mừng các bạn đến với bản tin review hiểu rõ trong 2 phút. Để có được một thành phẩm nội thất, đồ gia dụng hoàn thiện phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau. Trong đó dán cạnh đóng vai trò vô cùng quan trọng, vừa tăng yếu tố thẩm mỹ lại đảm bảo được độ bền, chắc của sản phẩm. Máy dán cạnh từ đây trở nên quen thuộc với các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ. Là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp gia công sản phẩm một cách nhanh chóng, hiệu quả. Nổi bật có dòng máy dán cạnh bò góc tự động SMHH450. Có thể nói, đây là giải pháp hữu hiệu mang đến các sản phẩm nội thất hoàn mỹ. SMHH450 là dòng máy được ứng dụng rộng rãi trong các dây chuyền sản xuất nội thất ván công nghiệp như tủ bếp, tủ quần áo, kệ trang điểm, kệ tủ TV, bàn, ghế gỗ. Máy thực hiện dán cạnh cho các sản phẩm PVC, veneer. Máy dán cạnh bo góc tự động nổi bật với tính năng bo góc tự động giúp tăng độ thẩm mỹ cho sản phẩm. Máy được nhập khẩu chính hãng với cấu tạo khung máy cứng cắt cùng hệ thống linh kiện chất lượng cao. Khách hàng hoàn toàn có thể an tâm về độ bền và công năng hoạt động của dòng máy này. Máy kết hợp 7 chức năng, lăn keo ép nẹp cắt chỉ cắt đầu đuôi xén cạnh bo góc đánh bóng giúp phôi sau gia công đạt chất lượng cao. Máy thực hiện lăn keo trải đều lên mặt ván cùng hệ thống rulo ép nẹp với đường kính lớn đảm bảo sản phẩm được gia công một cách tỉ mỉ. Màn hình điều khiển với giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng, độ dày phôi gia công lên đến 60mm, các sản phẩm được dán cạnh nhanh chóng, cắt chỉ, cắt đầu đuôi, xén cạnh được thực hiện một cách chính xác, tích hợp cụ cạo keo, đánh bóng giúp các thành phẩm sau gia công có tính thẩm mỹ cao. Với những tính năng ưu việt như trên có thể nói máy dán cạnh bò góc tự động là lựa chọn hàng đầu giúp các doanh nghiệp tạo nên các sản phẩm nội thất hoàn mỹ. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.